Xin chào các bạn, đây là vườn đỗ đen của nhà mình nhé. Nếu như các bạn ở thành phố hoặc là những ai mà không trồng cây đỗ đen thì chắc hẳn là không bao giờ được ăn cái món rau đặc sản này. Quả đỗ đen, hạt đỗ đen ăn thì rất là mát, nhưng mà ngọn đỗ đen các bạn cứ tưởng tượng bạn ra mà xem, là một cái loại rau ngon tuyệt vời luôn. Đó, cứ cái những cái ngọn này là chúng ta đi hái nó về và chúng ta nấu những thành những món ăn. Luộc được, xào được. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món, đó là rau đỗ đen nộm. Món nộm nha các bạn, ăn cực ngon luôn. Đấy, ngọn nó bắt đầu thò ra như thế này là chúng ta hái. Hái thế này nó không ảnh hưởng gì cho cây đỗ hết cả, mà nó còn kích thích mầm, kích thích nụ, và nó sẽ ra nhiều quả. Và hơn nữa là nó sẽ không dài cái ngọn nó ra, nó không quấn quýt vào nhau. Khi mình đi thu hoạch nó cũng dễ các bạn ạ. Hơn nữa là cái ngọn đỗ này, ngọn và lá non của nó ăn rất là ngon. Đây, cây này bây giờ bắt đầu mới ra hoa này. Các bạn thoải mái hái riêng cây đỗ đen, ngọn đỗ đen các bạn thoải mái hái. Không sợ chột đâu các bạn nhé. Đó. Hôm nay mình hái một bữa rau đặc sản mang về để ăn. Dám nói thẳng là ở thành phố các bạn không bao giờ được ăn. Đó, mình đã hái được rau đỗ về rồi đấy các bạn. Giờ tiến hành là mình cho vào chậu nước mình rửa. Rửa sạch thôi nhé, các bạn đừng có vò nhé. Nếu bây giờ các bạn vò thì cái rau đỗ này nó nát, nó sẽ không ngon. Các bạn rửa đi rửa lại hai nước cho mình, hai ba nước hay rửa sạch đi, không là có những cái bụi hay là có những cái ví dụ như cả có cái con bọ hả, nhưng đỗ nhà mình hôm nay thì không có con bọ hả mà nó có những cái bụi cái nhặng. Mình rửa nó đi. Các bạn hãy nhớ cho mình là các bạn đừng có vò mà đừng để cho rau bị dập nhé. Các bạn rửa, cứ rửa rửa sạch đất bụi thôi, và các bạn hãy nhẹ nhàng rửa nhiều nước, không vò, tuyệt đối không vò, không để cho rau bị nát. Rau này mà các bạn rửa mà cho ít nước là nó hay bị nát nhé các bạn. Đó, và mình đặt một nồi nước đun sôi lên và các bạn cho rau vào, các bạn luộc cho mình nhé. Hôm nay là mình làm món rau nộm nên là mình phải luộc như thế này. Còn hôm nào mà mình chia sẻ với các bạn cách rau xào thì mình sẽ làm một cách khác nhé. Đó. Các bạn luộc, luộc chín như kiểu luộc rau muống cho mình. Luộc xong cái là mình xử lý là mình ăn luôn, chứ mình không xào nữa. Không xào, không nấu lại nữa, nên là mình luộc chín. Các bạn luộc chín cho mình như kiểu là luộc rau muống, rau lang ấy. Luộc chín, chín hẳn, không phải trần, phải tái gì nhé các bạn. Và rau của chúng ta đã chín rồi thì chúng ta hãy vớt nó ra. Vớt nó ra một cái rổ, xong các bạn để ráo nước và để nguội, xong chúng ta mới tiến hành vò nhé. Chúng ta vò. Đó, bây giờ chúng ta để nguội đó các bạn. Để ráo nước và để nguội. Và trong khi chờ rau nguội thì chúng ta hãy bỏ lạc để chúng ta rang lạc nhé. Cái món nộm thì chúng ta hãy nên cho một chút lạc. Lạc hay là gọi là đậu phộng đấy các bạn. Rang cho thơm. Và đây là cái rau của mình đã nguội rồi, nào các bạn hãy vò cho mình. Vò, vò nhục. Vò cho xoăn cái rau và cho nhục cái rau đi. Nhưng mà không nát nhé các bạn. Không bao giờ nát. Đó. Các bạn hãy vò đi, nếu như cái rau này các bạn mà không vò thì ăn nó sẽ ráp, nó không ngon. Đấy, các bạn vò, các bạn dùng tay các bạn vò. Đấy, các bạn nhìn xem, rau rất là xoăn, rất là ngon. Đó, vò như thế này là ổn rồi các bạn ạ. Và quả chanh này, ớt này, tỏi này và lạc của chúng ta đã rang và đã dập dọp ra. Và chúng ta dùng tương quê, tỏi, chanh,
ớt. Chúng ta làm một bát nước sốt vào đây. Khuấy đều lên, các bạn cho một thìa đường nữa nhé. Và đây là mình lấy một cái bát lớn. Xong mình cho rau vào. Cho hết cái rau vào. Và tiếp theo là mình đổ cái bát nước sốt vào. Sau đó chúng ta cho lạc vào, 1/2 số lạc vào. Và chúng ta đảo đều lên. Nhậu đều lên để cho nó ngấm cái gia vị các bạn nhé. Các bạn đảo đều và các bạn hãy để cho mình khoảng 5 phút để cho ngấm gia vị. Để yên khoảng 5 phút cho ngấm gia vị nhé các bạn. Và khi được 5 phút rồi, nó đủ ngấm gia vị rồi thì các bạn có thể cho ra đĩa nhé. Chuyển sang một cái đĩa. Đó, các bạn thấy không? Rất là ngon. Nếu ai chưa được ăn món này thì các bạn hãy cố gắng tìm cách để mà được thưởng thức nhé các bạn. Và chúng ta có thể tưới cái nước sốt này lên trên chốc. Và cái món lạc còn lại các bạn hãy cho lên trên chốc cho mình. Tiếp tục các bạn cho vào đấy. Các bạn lưu ý cho mình, khi các bạn làm thì các bạn hãy chú ý là cái số lượng rau của mình nhiều hay ít. Và các bạn cho cái độ mắm muối cho vừa nhé. Đây hôm nay là mình dùng tương quê. Tương quê mình lấy cái nước trong của nó ấy các bạn. Rất là ngon. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì mong các bạn hãy làm thử. Và bạn nào chưa được ăn thì hãy cố gắng liên lạc với người nhà ở quê mà được ăn một bữa. Nhiều người không biết ăn cái món này các bạn ạ. Rất là ngon. Cái rau khi mình nấu mà mình luộc xong mình mới vò á, thì là nó không bị nát và nó không bị hăng. Còn nếu các bạn không vò thì ăn nó rất là ráp. Bí quyết nấu đấy các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.